Kính thưa quý vị và các bạn, tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Với thông điệp thì tất cả mọi người dân Việt Nam đều phải biết luật, cho nên tôi đưa một cái chương trình gọi là Dân ta phải biết luật ta. Thưa quý vị và các bạn, cũng giống như những video trước thì tôi nói một cái phiên tòa dân sự thì nó gồm có 5 phần. Thứ nhất là thủ tục bắt đầu phiên tòa, và thứ hai là phần xét hỏi, thứ ba là phần tranh luận, thứ tư là nghị án, thứ năm là tuyên án. Kính thưa quý vị và các bạn, thông điệp của tôi rất là ngắn gọn gửi đến, và tôi sẽ làm đơn giản để cho quý vị và các bạn có thể nắm bắt một cách rõ nhất từng phần của một cái phiên tòa. Như lần trước thì tôi đã trình bày chi tiết vào phần thủ tục bắt đầu phiên tòa là như thế nào rồi, thì bây giờ qua phần thứ hai thì tôi sẽ làm phần hỏi tại phiên tòa. Quay lại vấn đề là cách hỏi thì chủ tọa phiên tòa là người điều khiển phiên tòa, cho nên chủ tọa phiên tòa sẽ từng phần, thứ nhất là sau khi kết thúc phần thủ tục bắt đầu phiên tòa và qua phần xét hỏi, thì theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự thì sẽ hỏi nguyên đơn trước và tới bị đơn và người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, người phiên dịch. Nhưng mà thực sự ra quý vị và các bạn, đưa một cái thông điệp đến quý vị và các bạn, cái phần xét hỏi thì rất là khó. Vì muốn trình bày về một cái nội dung mà trong quá trình hành nghề thì rõ ràng nó sẽ dễ dàng hơn đối với một cái luật sư giống như tôi. Và nói về tranh tụng thì rất tuyệt, rất tương đối khó. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không diễn tải đến quý vị và các bạn. Tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn khó nhưng vẫn phải làm. Thưa quý vị và các bạn, thứ nhất là hỏi, thì bây giờ hỏi nguyên đơn trước. Bây giờ tôi đơn cử ra hai trường hợp để cho quý vị và các bạn được dễ dàng xem xét, để nhìn dễ dàng trình bày ở tòa. Thứ nhất là tôi nói về một cái trường hợp là tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Thứ hai là tôi sẽ đơn cử một cái trường hợp tranh chấp về hợp đồng, tranh chấp về việc thừa kế quyền sử dụng đất. Quay lại vấn đề thứ nhất, như những lần trước thì tôi có nói với quý vị và các bạn rồi, cách xưng hô tại tòa là mình sẽ xưng hô rằng thưa hội đồng xét xử và tôi, thưa tòa và tôi. Đây là một cái cách mà ngắn gọn nhất. Còn cái cách thứ hai cũng có thể là mình xưng thưa là thưa hội đồng xét xử và tôi, thì nó hơi dài một tí xíu. Cho dù, nhớ nhớ quý vị và các bạn, cho dù viện kiểm sát hỏi, cho dù luật sư hỏi, cho dù hội thẩm hỏi, tất cả tất mọi người hỏi, thì mình sẽ trả lời là thưa hội đồng xét xử và tôi. Tại vì chính hội đồng xét xử họ thành lập một phiên tòa để họ có cái phán quyết trên những cái căn cứ, cơ sở pháp lý, chứng cứ mà đưa ra. Thứ nhất là tôi nói về hỏi. Thì khi mà một cái nguyên đơn trong một cái vụ kiện tranh chấp hợp đồng vay tiền thì họ sẽ đưa những cái chứng cứ là gì? Ví dụ như bây giờ tôi nói, tôi là nguyên đơn, tôi cho ông A vay một số tiền là 400 triệu. Tuy nhiên là tới một cái thời gian nào đó ông không trả tôi, và tòa sẽ hỏi rằng là nguyên đơn khởi kiện cái gì? Thì mình sẽ rồi trả lời là thưa hội đồng xét xử, tôi khởi kiện buộc bà B phải có nghĩa vụ trả tôi số tiền là 400 triệu. Và tòa sẽ hỏi lại là có chứng cứ tài liệu gì để mà xác minh số tiền 400 triệu này hay không? Thì mình sẽ trả lời là tôi đã nộp đơn khởi kiện cho tòa bằng một cái chứng từ, bằng một cái tờ giấy. Và cái tờ giấy thể hiện có việc giao nhận tiền giữa tôi và người B đó. Thêm nữa là tôi với bà B thỏa thuận là trong thời hạn là một năm hay trong thời hạn 3 tháng. Nhưng mà tới cái thời hạn đó, theo cái giấy đó, thì bà không trả tiền. Và vì chúng tôi không thể thỏa thuận được cho nên chúng tôi mới buộc lòng khởi kiện đến tòa. Và gốc lại vấn đề là tôi yêu cầu tòa phải buộc phía bên bà B phải trả cho tôi số tiền gốc nè. Có lãi thì mình nói là lãi. Lãi có thể là do các bên tự thỏa thuận tại thời điểm hai bên giao dịch. Cũng có thể là không tính lãi vì một cái lý do gì đó, do bà B giờ khó khăn như thế nào đó. Và cuối cùng là mình sẽ rút lại vấn đề, nếu là nguyên đơn thì họ sẽ trình bày rằng là tất cả những cái chứng cứ đưa ra để
để cho hội đồng xét xử xem rằng đây là hợp đồng vay tiền và việc giao nhận tiền là có thật. Đã đến thời hạn trả rồi, phía bên kia chưa có trả, và yêu cầu buộc phía bên bị đơn phải có nghĩa vụ trả cho mình số tiền nào đó. Còn bây giờ hỏi nguyên đơn rồi thì bây giờ tới hỏi bị đơn. Tòa sẽ hỏi bị đơn thì bị đơn sẽ chuẩn bị trả lời câu hỏi. Bị đơn nói bây giờ là một cái cách mà anh chị vẫn nhanh nhất là hỏi là cái hồi nãy mà nguyên đơn trình bày thì bị đơn thấy đúng không? Nếu bị đơn nói rằng ok tòa ơi tôi đúng, rồi thì tòa hỏi cô khác. Nếu như có những cái mâu thuẫn thì tòa sẽ hỏi lại những mâu thuẫn đó. Thì thông thường thì trong cái quá trình hợp đồng, tranh chấp hợp đồng vay tiền thì bị đơn cũng sẽ trả lời như vậy. Tòa hỏi sẽ kỹ lại là hai bên giao dịch với nhau số tiền là bao nhiêu, lý do tại sao có giao dịch này, và hai bên thỏa thuận lãi suất là bao nhiêu, và thời hạn trả là bao lâu, tại sao phía bị đơn không trả. Rất rất là nhiều thứ. Và tụ trung lại là quay quanh vấn đề là tranh chấp hợp đồng vay tiền. Và như vậy thì bị đơn cũng có thể viện lý do rằng tòa ơi thật ra là tôi không có vay cái số tiền là 400 triệu đâu, tôi chỉ vay cái số tiền là 200 triệu thôi, nhưng mà lãi lời cộng lại cho nên mới đến số tiền là 400 triệu. Thì theo cái yêu cầu của bị đơn, của nguyên đơn, cái ông A đó, thì bây giờ tôi chỉ có yêu cầu là bây giờ tôi khó khăn lắm, tôi nhớ là hồi đó tôi có trả, tôi có mượn ông cái gốc là 250 chẳng hạn. Bây giờ thì hiện tại là tôi cũng sẽ trả cho ông 250 và xin cái phần lại. Như vậy đó các bạn, một cái phiên tòa, một cái xét hỏi nó chỉ có như vậy thôi, bật ra được vấn đề, trình bày được lưu loát mạch lạc được vấn đề. Nếu tôi làm nguyên đơn, tôi sẽ trình bày theo một cái bố cục rõ ràng mạch lạc, và tôi sẽ là bị đơn, tôi sẽ cũng trình trạng trình bày cái ý chí của tôi là như thế nào. Ý chí của tôi chỉ muốn trả ổng lại có 250 triệu thôi, còn lại là ổng đòi tới 400 triệu là không đúng. Tòa ơi, tại vì trong cái giấy này là lãi gốc trong lãi chẳng hạn. Như vậy, thêm một ví dụ nữa nha quý vị và các bạn, một cái ví dụ thứ hai là ví dụ hỏi trong một cái phiên tòa thừa kế quyền sử dụng đất. Thì tòa sẽ hỏi nguyên đơn rằng là ai là người quản lý di sản, quản lý di sản ai, bây giờ ai đang ở cái nhà đó. Và sau đó thì tòa sẽ hỏi là giữa nguyên đơn và cái người mà để lại di sản thì có mối quan hệ như thế nào. Hàng thứ kế thứ nhất, con ruột, mẹ ruột, chồng, vợ hay cái gì đại khái là như vậy. Mình sẽ bật ra vấn đề: thưa hội đồng xét xử, tôi là con của người để lại di sản, di sản của ba mẹ tôi, tài sản mà hồi đó ba mẹ tôi còn sống gồm có 1, 2, 3, 4 gì đó, tôi là ở đâu, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa, và bây giờ hiện tại đây ai đang quản lý sử dụng. Và trong cái vấn đề thừa kế rằng là định được cái suất thừa kế. Thưa hội đồng xét xử, là tôi với ông đó là anh chị em ruột, mà ông quản lý di sản hết rồi, ông chuyển qua tên ông rồi, bây giờ tôi yêu cầu là chia cho tôi một suất, đúng một suất thừa kế. Và suất thừa kế này thì tôi yêu cầu được nhận bằng đất hay bằng tiền đó. Thật sự ra là cái trong một cái vấn đề xét hỏi thì tòa vì cái mối quan hệ tranh chấp là tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất, thì tòa sẽ hỏi xung quanh những vấn đề thừa kế để tòa nhận xét xem cái người mà đi khởi kiện có được chấp nhận hay không. Và như vậy thì quay lại vấn đề là bị đơn cũng vậy thôi quý vị và các bạn. Thưa hội đồng xét xử, là hồi đó là má tôi, hồi đó má tôi còn sống, má tôi cho tôi, và khi má tôi chết rồi thì tài sản này không còn nữa chẳng hạn, là như vậy. Tôi thừa nhận là cái quyền sử dụng đất, cái nhà này là của má tôi, nhưng mà thưa tòa là tôi có cái hợp đồng tặng cho, má tôi đã cho tôi bằng cái hợp đồng tặng cho, thì rõ ràng là không còn cái cơ sở để mà chia thừa kế cho cái ông, cái chị nguyên đơn của tôi được, vì ba mẹ tôi đã cho tôi hoàn tất.
cái việc mà bây giờ nguyên đơn mà khởi kiện như vậy thì tôi cho rằng là để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho tôi thì tôi yêu cầu là sẽ cho tôi một một mà cái quyền là bác cái yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Rất là nhiều quý vị và các bạn. Tuy nhiên nếu quý vị và các bạn đứng ở vai trò là nguyên đơn thì quý vị và các bạn phải đưa dẫn chứng những cái quy định của pháp luật, người ta gọi là trọng chứng hơn trọng cung. Quý vị phải có cái cơ sở pháp lý cho rằng mình là nguyên đơn và cái yêu cầu mình ra là chính đáng, là sức có thể thuyết phục và được pháp luật bảo vệ. Đó là điều mà tôi muốn chuyển thông đạt điểm đến quý vị và các bạn. Mình phải được pháp luật bảo vệ mà bị đơn họ đã xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Và trong cái quá trình đi thì mình đã có thỏa thuận nhưng mà vẫn không đạt được mục đích. Các bên đã không ngồi lại với nhau được, không thể thương lượng được, không thể hòa giải được. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn một cái nội dung về phần thứ hai của một phiên tòa dân sự, hỏi tại phiên tòa dân sự. Thì tôi cho rằng là đứng một cái vai trò nào, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, thì quý vị khi đến tòa quý vị cũng cảm thấy tự tin để mà trả lời cái câu hỏi của tòa. Tòa không hỏi đâu xa đâu, tòa chỉ hỏi đúng vào nội dung. Nếu quý vị là trong một cái vụ kiện tranh chấp hợp đồng vay tiền, thừa kế, tranh chấp tài sản chung sau khi ly hôn hoặc những cái vấn đề nào khác, thì quý vị hãy tập trung vào nó và trả lời đúng cái trọng tâm đó và cũng đưa ra cái ý chí của mình tại phiên tòa. Nếu tôi là bị đơn, tôi không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn và chứng cứ của tôi là như thế này: thưa tòa, tôi là nguyên đơn, tôi yêu cầu khởi kiện và tôi cho rằng pháp luật bảo vệ tôi trong trường hợp này và tôi yêu cầu chấp nhận yêu cầu khởi kiện của tôi. Thưa quý vị và các bạn, đây là những cái video mà nói về trình tự thủ tục của một phiên tòa dân sự sơ thẩm và cũng là phúc thẩm. Nói chung nó có một cái điểm hơi khác một chút xíu. Tuy nhiên là tôi cũng mong muốn quý vị và các bạn thông qua cái video này, khi đến một phiên tòa dân sự thì mình sẽ đã rõ ràng tự tin. Còn nếu quý vị và các bạn nếu cảm thấy rằng có những cái vấn đề nào cần hỏi, dĩ nhiên là không phải là tất cả, nhưng mà tôi thấy rằng có thể chuyển tải đến trong cái chương trình là 99 video luật cơ bản của luật Việt Nam, thì tôi sẽ làm cái video này tặng quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.